tương lai. Chỉ có thành công trong phút giây hiện tại thôi. Mọi giây phút đều chỉ là giây phút hiện tại. Không bao giờ có giây phút tương lai, cũng không bao giờ còn giây phút quá khứ. Quá khứ thì qua rồi, tương lai thì chưa tới. Cuộc sống này chỉ tồn tại trong những phút giây hiện tại. Nên luôn luôn có hạnh phúc trong phút giây hiện tại. Và luôn luôn có thành công trong phút giây hiện tại. Giây phút này thầy trò mình đang thành công. Giây phút này thầy trò mình đang bình an. Giây phút này thầy trò mình đang hạnh phúc. Giây phút này thầy trò mình đang thực sự hiện diện với nhau. Thì từng lời thầy chia sẻ sẽ chạm vào mọi người. Từng sự thật này sẽ được hiển lộ. Và ngay lập tức sự thật hiển lộ một cái thôi là chúng ta buông tham sân si xuống luôn. Chúng ta buông khổ đau xuống luôn. Chúng ta buông phiền não xuống luôn. Nên chúng ta buông cái sự kỳ vọng về tương lai xuống luôn. Nếu bây giờ chúng ta cảm thấy rằng chúng ta lười thì ngay lập tức chúng ta đứng dậy, chúng ta đi đánh răng rửa mặt. Chúng ta đi đứng dậy, chúng ta đi học pháp. Chúng ta đưa ra ngay lập tức quyết định. Chúng ta biết vì sao chúng ta nghèo, vì chúng ta lười. Chúng ta nghèo vì chúng ta thiếu trí tuệ. Chúng ta nghèo vì chúng ta lười, thiếu nhiệt huyết sống. Chúng ta nghèo vì chúng ta không có tình yêu với công việc. Chúng ta nghèo vì chúng ta không yêu thích khách hàng, không yêu thích sếp. Ngay lập tức chúng ta dừng lại luôn. Chúng ta biết ngay lập tức ngày mai chúng ta muốn giàu có thì chúng ta phải dễ thương, chúng ta phải đáng yêu. Chúng ta phải sâu sắc, chúng ta phải có trí tuệ. Chúng ta phải dành thêm thời gian để học pháp, chúng ta dành thêm thời gian để học chuyên môn. Chúng ta phải làm cách nào để khi đến cơ quan, đến trường học, đến các nơi chúng ta vui vẻ, chúng ta hoạt bát, chúng ta nhiệt tình. Chúng ta quan tâm đến người khác, chúng ta giúp đỡ người khác. Tại chúng ta học ngay giây phút này thầy nói vì sao mình nghèo là mình biết liền luôn. Vì sao mình khổ đau mình biết liền luôn. Thì cái giây phút hiện tại này quan trọng lắm. Vì nó cho chúng ta cái sự thật. Đúng không? Ngay lập tức chúng ta có được trí tuệ. Ngay lập tức chúng ta có được pháp. Nếu chúng ta hiện diện với thầy trong giây phút này là chúng ta thành công luôn. Đừng bao giờ nghĩ ngày mai mới thành công. Giây phút này mới là giây phút thành công này này. Đúng không? Thành công trong giây phút này sẽ quyết định thành công giây phút trong tương lai. Có những người chỉ nghe thầy một cái TikTok thôi là ngay lập tức cuộc đời họ thay đổi. Thì cái giây phút họ nghe cái TikTok đấy là họ thành công đấy. Và cái thành công trong cái giây phút nghe TikTok rất trọn vẹn đấy. Nghe một cái video ngắn một vài phút thôi, họ quyết định họ sẽ nghe lại 10 lần cái TikTok đấy, cái video đấy. Rồi họ quyết định rằng họ sẽ nghe thêm tất cả các video TikTok khác của thầy. Và dù chưa bao giờ gặp thầy, chưa ra mà học một khóa học nào của thầy, nhưng họ chỉ cần nghe nhiều cái video TikTok của thầy, nhiều cái YouTube của thầy thôi, tự dưng cuộc đời họ thay đổi luôn. Nên chính cái khoảnh khắc mà họ thực sự có phước để nghe một cái video TikTok thôi, lúc thành công của giây phút đấy nó quyết định toàn bộ giây phút tương lai. Nên có những người người ta cảm thấy rằng chỉ cần gặp chánh pháp thôi, gặp đạo pháp thôi, gặp tam bảo thôi là ngay lập tức cả cuộc đời tương lai họ thay đổi. Nên họ thấy đạo pháp thật là nhiệm màu, đạo pháp thật là kỳ diệu. Không bao giờ có thành công trong tương lai, chỉ có thành công trong phút giây hiện tại thôi. Chưa bao giờ có thành công trong tương lai, chỉ có thành công trong phút giây hiện tại thôi. Giây phút hiện tại là giây phút thật duy nhất. Giây phút hiện tại là giây phút duy nhất chúng ta có thể tạo ra bất kỳ kết quả nào trong tương lai. Giây phút hiện tại là giây phút duy nhất mà chúng ta có thể đóng toàn bộ quá khứ lại. Giây phút hiện tại là giây phút duy nhất mà chúng ta có thể có trí tuệ để gì? Không bao giờ lo nghĩ về tương lai nữa, không bao giờ dính mắc vào ngày mai nữa, không bao giờ ân hận quá khứ nữa. Chúng ta sẽ đóng quá khứ lại. Chúng ta sẽ chấp nhận quá khứ. Chúng ta sẽ thấu hiểu vì sao quá khứ lại như vậy. Và chúng ta không dằn vặt bản thân nữa, không oán trách chính mình nữa, không hối hận nữa. Cần xin lỗi, cần xin tha thứ, cần sám hối chúng ta làm luôn. Và cần thay đổi bản thân là chúng ta thay đổi luôn. Đúng không? Nên thành công thực sự là thành công trong phút giây hiện tại. Thành công thực sự là thành công của phút giây hiện tại. Ngay giây phút này chúng ta đang thành công. Chúng ta gặp một khách hàng, chúng ta cực kỳ dễ thương với họ, chúng ta cực kỳ trọn vẹn với họ dù họ có mua hàng hay không mua hàng. Chúng ta hiện diện trọn vẹn với họ để thực sự nghe xem họ muốn cái gì, họ có những nỗi khổ niềm đau gì, họ có những nỗi sợ hãi gì trong mua hàng, họ có những niềm tin hay những hoài nghi gì. Và chúng ta thực sự như một người bạn, như một người thân với họ.
và chúng ta cố gắng làm bạn của họ, làm người thân của họ, làm người tri kỷ của họ, làm chuyên gia của họ. Chúng ta cố gắng để giúp cho họ hết nỗi khổ niềm đau. Thì giây phút đấy thực sự chúng ta đã chiếm trọn trái tim của họ. Dù ngay giây phút này sản phẩm dịch vụ của mình không phù hợp với họ, họ không mua, nhưng họ sẽ biết ơn mình, họ sẽ tin tưởng mình, họ sẽ đưa mình vào trái tim của họ, họ sẽ coi mình làm bạn, để sau này, mãi mãi sau này, bất kỳ lúc nào họ có thể cần sản phẩm của mình họ sẽ mua. Có người nào khác cần sản phẩm của mình họ sẽ giới thiệu. Sau này sản phẩm của mình phù hợp hơn với họ, họ sẽ mua. Họ sẽ làm bạn mà. Mình mới là sản phẩm. Mình mới thực sự là sản phẩm. Mình bán là bán bản thân mình, bán cái sự chân thật của mình, bán cái sự dễ thương của mình, bán cái sự sâu sắc của mình. Hiểu không? Những cái giây phút hiện tại này, chứ không phải mình cố gắng gặp một khách hàng để ký hợp đồng, để ngày mai họ sẽ mua cho mình cái này, mua cho mình cái kia. Ngay lập tức mình phải có kết quả. Mình đi gặp người khác mình có ý đồ, mình chơi với người khác mình mong cầu kết quả. Mà mình không tập trung vào nhân là giây phút này họ có cảm thấy an toàn bên cạnh mình không? Họ có cảm thấy tin tưởng mình không? Họ có cảm nhận như mình đang thao túng họ không? Mình đang giật dây họ không? Những cái lớp học làm giàu ấy dễ dàng kích hoạt cảm xúc người khác, giật dây người khác, đưa cảm xúc người ta lên mây, xong rồi chốt sale. Chốt sale để xong rồi ngày mai người ta hối hận, người ta bị mình giật dây, người ta bị mình thao túng, người ta bị mình gọi là xúi dục, để mình nghĩ mình sẽ giàu có, mình sẽ thành công, mình sẽ may mắn, mình sẽ giống như bao nhiêu con người thành công kia, và mình sẵn sàng gì mua những cái khóa học hàng trăm triệu, vài trăm triệu. Đấy là thao túng tâm lý, đấy là giật dây cảm xúc, đúng chưa? Thì cái vấn đề thành công là thành công trong phút giây hiện tại. Tất cả từng giây phút, giống như kiểu bây giờ mình trồng một cái cây, mình trồng một hạt giống, đúng không? 3 năm sau, 5 năm sau nó mới ra hoa kết trái. Thì mình có nghĩ rằng từng giây phút mà nó đang sống nó có thành công không? Hạt giống đấy nó ở trong đất, xong rồi ngày mai nó lên một cái lá, ngày kia nó lên hai cái lá. Từng giây phút đấy mình có hạnh phúc không? Hay mình phải chờ bao giờ cái cây nó ra hoa kết trái mình mới được quyền hạnh phúc? Mình có bảo là ngay lập tức ta trồng là mày phải ra hoa cái trái không? Hay mỗi một ngày mình ra mình nhìn nó lên một cái lá là mình thấy mừng rồi, tại vì nó chưa bị gà nó mổ, mình chưa bị trẻ con nó rổ, cây nó chưa bị chết vì nắng quá, vì ống nước. Nói chung là bất kỳ giây phút nào mà nó vẫn còn tồn tại, nó vẫn còn đang sống, tức là mình đang thành công và cái cây đó đang thành công. Từng giây phút thành công mới quyết định thành công trong tương lai, đúng không? Chẳng có ai bảo rằng ai tao trồng là mày phải lên luôn, mày không lên là tao nhổ lên ấy. Mình có cần quan tâm nó có bao nhiêu cái rễ không? Có ngày nào mình ra mình nhổ rễ lên thì xem mày đã mọc chưa? Mày thêm cái rễ nào không? Không, không quan tâm. Nó vẫn sống mà, nó vẫn ra từng cái lá một, là mình biết ở dưới kia rễ nó chắc chắn sẽ phát triển. Và mình biết là 3 năm sau thì cái cây đấy mới lớn thành cái cây xoài giống hàng xóm, nó mới có quả. Nên mỗi một ngày mình đang trồng cây đấy mà nó đang lớn lên, tức là mình đang thành công. Mình không thể nào mong muốn thì lên trên chùa xong thắp hương xong xin để làm sao nó có ra hoa kết trái ngay. Mình có bầu mình mong muốn nó đẻ ra thật sớm, đứa trẻ ra đời thật là nhanh. Mình có muốn 7 tháng nó ra đời không? Mình có muốn 8 tháng nó ra đời không? Hay mình sẵn sàng mong chờ nó phải 9 tháng 10 ngày. 9 tháng 10 ngày thì con mình ra nó mới khỏe mạnh, nó mới vững chãi, chứ không thì thành đẻ non. Đúng không? Mình cứ mong xây một cái nhà tầng 5 tầng, 10 tầng mà mình mong muốn nó lên thật là nhanh, 3 tháng có luôn được không? Có, người ta xây móng 2 tầng xong người ta lên nhà rất là nhanh. Nhưng móng 2 tầng thì nó không bền. Móng 2 tầng thì nó sẽ chóng đổ. Mình đâu mong muốn người ta xây nhanh đâu. Đáng 3 tháng thì phải cho người ta đúng 3 tháng, đáng 6 tháng thì phải cho 6 tháng. Chứ không cái nhà mà đáng xây 6 tháng thì bắt nó phải xây có 3 tháng thôi. Thì nó đẻ non. Gọi là trái chín non, không chua cũng chát. Hoa nở sớm thì không chóng nát, cũng chóng tàn thôi. Đúng không? Ồ, kỳ diệu không? Định nghĩa về thành công nó kỳ diệu đến thế cơ mà. Tất cả những người đang hoang mang về tương lai, tất cả những người đang lo lắng về ngày mai, những người đang khắc khoải về ngày mai là những cái tâm bất thiện. Đúng không? Chúng ta phải tập trung vào giây phút hiện tại. Chúng ta có quyền lập kế hoạch cho ngày mai, lập kế hoạch cho tương lai. Nhưng mà chúng ta không cần phải dính mắc.
Chúng ta lập kế hoạch cho ngày mai, chúng ta phải học giỏi, chúng ta phải thông minh, chúng ta phải dễ thương, đáng yêu, chúng ta phải tạo rất nhiều nhân thiện lành, chúng ta phải khuyến mãi, chúng ta phải cái gì thì chúng ta cứ làm. Đúng không? Không làm thì không bao giờ có quả. Nên thành công là thành công trong từng phút giây ấy, đi xin việc ấy thì phải rất dễ nhặn, nhã nhặn, dễ thương, phải đọc hết về công ty của người ta rồi, phải biết công ty người ta đang làm cái gì, thế mạnh công ty đấy là cái gì, các đối thủ cạnh tranh trên thị trường ra làm sao, đọc hết thông tin của công ty người ta đi, xem công ty người ta lịch sử bao nhiêu năm, sản phẩm nào tốt, trải nghiệm sản phẩm người ta chưa. Đến đấy thôi, từng giây phút đấy là thành công rồi mà. Giây phút đang trải nghiệm sản phẩm của công ty người ta, giây phút đang đọc về lịch sử công ty người ta, giây phút tìm hiểu thêm những cái doanh nghiệp cùng ngành với người ta, để nếu mình được tuyển vào công ty đấy thì mình sẽ đưa ra ý tưởng gì, mình sẽ làm việc gì, mình có thể hiện cái sự nhiệt tình của mình để hiểu hết về công ty người ta trước khi đi tuyển dụng không. Như cái giây phút mà mình đang đọc về công ty người ta là mình đang thành công. Đúng không? Giây phút mà mình đang tìm hiểu về công ty người ta, giây phút mình đang lập hết kế hoạch để mình biết rằng nếu mình được vào cái vị trí trưởng phòng đấy, mình vào cái vị trí nhân viên bán hàng, nhân viên kinh doanh đấy, mình vào cái vị trí phó giám đốc đấy, mình sẽ làm cái gì, tức mình đã làm hết trước khi mình đi xin việc rồi. Thì rõ ràng giây phút đây giây phút quyết định mình thành công mà. Kể cả cái công ty đi người ta không tuyển mình thì toàn bộ kinh nghiệm kiến thức đấy mình có thể mang đi sang các công ty khác. Mà ngay lập tức là từng giây phút đấy mình đang thành công mà. Chứ đâu để cái giây phút người ta đến đấy xong người ta hỏi mình chả biết gì về công ty người ta. Mình chẳng biết người ta kinh doanh cái gì. Em thấy đăng thì em tuyển thôi, em gửi đến 30 hồ sơ, tự dưng công ty anh gọi em. Em cũng chưa tìm hiểu về công ty anh lắm, em cũng chưa biết sản phẩm công ty anh là cái gì. Chắc là mình sẽ thành công. Em tự tin rằng là anh cho em làm việc đấy thì em sẽ làm cho anh hài lòng. Em ơi, em có bao nhiêu thời gian để gửi hồ sơ vào công ty anh? Em không tìm hiểu một tí gì về công ty anh. Em không biết anh đang kinh doanh cái gì. Em ảo tưởng nó vừa thôi, em ngã mạn nó vừa thôi. Em đi xin việc em chả biết cái công ty là công ty nào, đang kinh doanh sản phẩm gì, nó có tốt hay không tốt. Em đi cưới người ta mà em không dễ thương, em không đáng yêu. Em không thể hiện rằng em đáng tin cậy. Em không cho đi cái gì cả mà em hy vọng rằng người ta sẵn sàng cưới em, để về nhà người ta ảo tưởng rằng là gì, em sẽ làm cho họ hạnh phúc. Làm gì có chuyện đấy. Ngay giây phút này người ta không hạnh phúc bên mình. Ngay giây phút này họ không cảm thấy an toàn bên mình. Ngay giây phút này người ta không cảm thấy tin tưởng mình. Ngay giây phút này mình làm cho người ta không cảm thấy vui. Làm sao mà người ta hy vọng rằng ngày mai mình sẽ mang lại hạnh phúc cho họ. Đúng không? Ngay giây phút này mình thành công trong cái việc mà làm cho họ cảm thấy an toàn, cảm thấy hạnh phúc. Họ cảm thấy may mắn. Họ cảm thấy được đáng yêu, được trân trọng. Thì họ mới cưới mình chứ. Họ mới trao trái tim cho mình chứ. Đúng chưa? Mía ghim muối làm gì mà cứ chấm thêm. Nha. Thì mình phải đang hình dung rằng là không bao giờ có hạnh phúc trong tương lai, không bao giờ có thành công trong tương lai. Tất cả mọi thứ đều là chất lượng của phút giây hiện tại. Tất cả mọi thứ đều là chất lượng của phút giây hiện tại. Chỉ có chất lượng của phút giây hiện tại mới quyết định hạnh phúc của phút giây hiện tại, mới quyết định thành công của phút giây hiện tại, và hạnh phúc và thành công của phút giây hiện tại mới quyết định hạnh phúc và thành công của phút giây tiếp theo. Không bao giờ có hạnh phúc, không bao giờ có hạnh phúc trong tương lai và thành công trong tương lai. Đây là một định nghĩa cực kỳ kỳ diệu. Mọi người hoàn toàn bị ảo tưởng về ngày mai. Mọi người hoàn toàn chờ đợi vào ngày mai. Mọi người hoàn toàn sống ảo, trông chờ vào ngày mai, ảo tưởng vào ngày mai. Đây là một lối sống tha hóa. Giống như thầy bảo với mọi người chơi bóng bàn ấy, mọi người cứ nhìn vào kết quả, mọi người cứ nhìn vào bảng tỷ số xong mọi người đánh. Làm sao có chuyện mà đang đá bóng mà cứ nhìn bảng tỷ số xem nó là tỷ số bao nhiêu. Đang đánh bóng bàn mà cứ nhìn vào cái bảng tỷ số làm sao mà đá được. Không tập trung vào nhân. Nhân là gì? Nhân là phút giây hiện tại. Nhân là ngay giây phút này có thành công không? Có hạnh phúc không? Có dễ thương, có đáng yêu không? Đi gặp khách hàng mà cứ tập trung vào việc xem họ có ký hợp đồng với mình không? Chưa đi gặp khách hàng thôi, đã chưa bán hàng đã tiếc của.
đã sợ rằng đi gặp khách hàng mà sẽ không được việc. Sai rồi. Mình có tập trung vào việc đang ngồi với khách hàng không? Đang nghe khách hàng nói không? Khách hàng chê sản phẩm của mình thì thực sự có lắng nghe để xem biết khách hàng chê cái gì không? Có thực sự tìm hiểu hết toàn bộ các thông tin trước khi gặp khách hàng không? Về đối thủ cạnh tranh, về sự khác biệt sản phẩm dịch vụ, về sản phẩm mình khác biệt như thế nào, sâu sắc ra làm sao? Đi gặp khách hàng là phải nắm chắc đến 90% thành công rồi chứ. Mình phải hiểu tính cách của người ta, quan điểm của người ta, vì sao họ phải quan tâm sản phẩm của mình, vì sao họ phải mua sản phẩm của mình. Họ đã tìm hiểu hết tất cả sản phẩm khác chưa? Dịch vụ bảo hiểm của mình khác gì dịch vụ bảo hiểm khác? Mình có hiểu họ là ai không? Sản phẩm mình có giá trị gì cho họ? Nếu mình đã tìm hiểu tất cả những thứ đấy rồi thì chắc chắn mình sẽ thành công. Chắc chắn mình sẽ thành công. Mình chỉ cần nghe họ nói chuyện thôi, họ đang có nỗi khổ niềm đau, kể cả cái buổi này không nói gì về kinh doanh cũng được, không nói gì về bán hàng cũng được, không sao. Chỉ cần ngồi nghe họ kể cả buổi về nỗi khổ niềm đau của họ. Mình chỉ cần đang bảo em định giới thiệu sản phẩm của em, tự dưng thấy mà họ buồn, ơ sao chị buồn thế, đúng không? Sao chị em cảm thấy chị không được vui thế? Chị ngồi chị sổ ra một tràng, chồng chị như này, con chị như kia, cuộc đời chị như nọ. Ok, cả buổi xong, đúng không? Ok, xong. Xong rồi, mình đã thành công rồi. Vô cùng thành công, vì lúc này là một người đang có nỗi khổ niềm đau, họ không cần mình giới thiệu sản phẩm dịch vụ. Họ đang cần mình lắng nghe, họ đang cần mình thấu hiểu. Cái đấy có giá trị hơn rất nhiều cái việc mình giới thiệu sản phẩm của mình để hy vọng bán được hàng cho họ. Họ không cần mình bán hàng cho họ, không có sản phẩm của mình, họ mua của người khác. Nhưng cả cuộc đời của họ không có ai lắng nghe, không có ai thấu hiểu. Chồng họ không nghe họ, bố mẹ họ không nghe họ. Họ đi chuyên gia tâm lý, cố gắng lấy tiền của họ cũng không nghe họ. Chưa nghe đã khuyên bảo, chưa nghe đã phán xét, chưa nghe đã đánh giá. Nên họ thực sự đang rất cần một người lắng nghe, người thấu hiểu. Nên tự dưng là mình đi bán hàng thật, nhưng mình lại hiểu khách hàng của mình đang thực sự không cần nghe về sản phẩm. Khách hàng của mình đang thực sự đang rất nỗi khổ niềm đau, đang cần được tâm sự. Nhớ. Đang cần được tâm sự, đang cần được lắng nghe, đang cần được thấu hiểu, đang cần được sẻ chia. Nếu họ được đáp ứng tất cả những điều như vậy thì có khi đến cuối buổi họ không cần biết mình bán gì, họ sẽ mua cho mình hết. Họ sẽ coi mình là tri kỷ, họ sẽ coi mình là người chữa lành, họ sẽ biết ơn mình, biết ơn một cái gì đấy sâu xa như một vị thầy, như Đức Phật, chứ không phải đơn giản như người bán hàng. Và cả cuộc đời này họ sẽ nhớ ơn của mình, và họ sẽ giúp đỡ mình trong tất cả những cái câu chuyện kinh doanh tương lai. Giây phút đấy mình quá thành công, kể cả hôm nay họ không mua, ngày mai họ chưa mua, 5 năm sau họ chưa mua, nhưng mình biết chắc chắn mình thành công. Mọi người có hiểu không? Đức Phật chỉ dạy mình hãy sống trọn vẹn trong phút giây hiện tại. Thầy sẽ là người cố gắng giải thích cho mọi người biết giây phút hiện tại quan trọng đến như thế nào, ý nghĩa đến như thế nào. Chất lượng của phút giây hiện tại sẽ quyết định chất lượng của tương lai như thế nào. Hạnh phúc của phút giây hiện tại nó quyết định hạnh phúc của tương lai ra sao. Chất lượng của ngày mai phụ thuộc vào chất lượng của phút giây hiện tại. Không bao giờ có thành công trong tương lai. Kinh không? Đây là điều kỳ diệu trong cái định nghĩa về thành công. Đây là điều kỳ diệu trong định nghĩa về thành công. Mình không bao giờ tập trung vào nhân, mình cứ mong chờ kết quả. Mình không hề có hạnh phúc trong hiện tại mà mình cứ đòi mang hạnh phúc cho người khác. Mình không hề đong đầy yêu thương, mình đầy phiền não, mình đầy tổn thương, mình đầy đau khổ, mà mình hy vọng mình sẽ làm cho người khác được hạnh phúc. Mình không có cái gì để cho ai, mình không tập trung vào việc có đầy bản thân mình lên, đầy hạnh phúc, đầy bình yên. Mình không hề kiên nhẫn với con mình bắt nó phải kiên nhẫn. Mình không hề dễ thương với con mình bắt nó phải dễ thương. Mình không hề có gì để cho con mình mà mình hy vọng nó sẽ thành công. Kỳ diệu thật đấy. Thành công là thành công của phút giây hiện tại. Chất lượng của cuộc sống là chất lượng của các trạng thái tâm. Chất lượng của cuộc sống là chất lượng của các trạng thái tâm nhé. Chất lượng cuộc sống không phải là nhiều tiền bạc, nhiều danh vọng, nhiều địa vị đâu. Mà chất lượng của nội tâm của mình này. Cái người nghèo ấy, người ta không có tiền bạc ấy, người ta sống rất đơn giản và biết đủ. Người ta giàu từ trong nội tâm của họ. Mình thấy các thầy không? Các thầy làm gì có tiền bạc? Các thầy có thể rất giàu có và thành công trong đời sống, nhưng các thầy quyết định đi xuất gia.
Các thầy quyết định ăn một ngày một bữa. Các thầy quyết định chỉ có một hai bộ y áo. Các thầy quyết định không có nhà cửa, không có chùa chiền. Các thầy là những người giàu nhất trên cuộc đời này luôn. Không cần tiền bạc, không cần nhà cửa, không cần ăn uống, vẫn sống được, vẫn vui được, vẫn tạo cực kỳ nhiều giá trị cho cuộc đời. Đúng không? Vẫn có khả năng nói từ sáng cho đến tối. Vẫn có khả năng trao toàn bộ giá trị cho cuộc đời này mà không cần ai công nhận, không cần ai biết ơn. Không cần cái gì hết. Hay chưa? Các thầy quá giàu có, các thầy quá thành công, các thầy không dính mắc. Đang nói chung thôi, đừng đi riêng một người nào đấy, đúng không? Giàu có thật sự là giàu trong nội tâm, giàu tình yêu thương, giàu trí tuệ, giàu khả năng lắng nghe thấu hiểu, giàu thời gian, giàu niềm tin. Thành công đấy. Ngồi đấy mà mong chờ ngày mai, ngồi đấy mà phán xét, ngồi đấy mà lo lắng sợ hãi, chả giải quyết chuyện gì cả. Thiếu trí tuệ thì đi học cho nó có trí tuệ, thiếu kiến thức thì đi học cho nó kiến thức, thiếu kinh nghiệm thì xin đi làm cho nó có kinh nghiệm. Làm gì có cái gì tự dưng có được. Không trồng xoài mà đòi có xoài, không dễ thương mà đòi người khác thương, không có giá trị mà đòi người khác trả lương cao, không có năng lực mà đòi người khác cho lên làm giám đốc. Làm gì có chuyện đấy nhỉ? Không bình an mà đòi người khác phải yêu thương mình, phải cảm thấy bình an bên cạnh mình. Kỳ diệu không? Đây là định nghĩa về thành công. Định nghĩa đúng đắn nhất về thành công, sâu sắc nhất về thành công là thành công của phút giây hiện tại. Thành công của phút giây hiện tại. Chưa bao giờ có ngày mai mà cũng chưa bao giờ có quá khứ. Chỉ có phút giây hiện tại mà thôi. Giây phút hiện tại là giây phút thật duy nhất mình có thể tạo ra nhân duyên cho tương lai, chủ quả. Giây phút duy nhất mà chúng ta có thể hóa giải toàn bộ khổ đau của quá khứ. Lắng lại, buông hết cái khổ đau của quá khứ. Giây phút thật duy nhất mà mình cần lập kế hoạch cho tương lai thì mình sẽ lập. Mình lập kế hoạch cho tương lai, mình lập kế hoạch cho ngày mai, mình lập kế hoạch để mình học tập sâu sắc hơn, mình có lòng biết ơn hơn, mình tha thứ cho người này, mình chấp nhận người kia. Luôn luôn là như vậy. Hiện tại, giây phút hiện tại là giây phút thật duy nhất. Chất lượng của phút giây hiện tại, chất lượng của nội tâm của mình sẽ quyết định chất lượng của cuộc sống và chất lượng của tương lai. Ok nha. Thì cái định nghĩa như vậy. Như hôm qua thầy nói, sự bình an sâu xa của chúng ta, ok, là món quà quý giá nhất mà chúng ta trao tặng cho đời sống. Thế giới này cần sự bình an. Thế giới này cần tình yêu thương. Thế giới này cần trí tuệ. Thế giới này cần sự lắng nghe, sự thấu hiểu, sự cảm thông. Nên mình tạo càng nhiều giá trị bao nhiêu thì mình sẽ càng nhận được quả ngọt nhiều bấy nhiêu. Mà giá trị được tạo nên từ cái sự bình an trong nội tâm của mình, từ cái tình yêu thương vô điều kiện của mình, từ cái sự giúp đỡ mà không cần báo đáp của mình, từ cái sự sống thiện lành của mình, trọn vẹn của mình trong từng phút giây. Đấy, khi chúng ta hiểu về thành công rồi đấy. Và thành công với hạnh phúc luôn luôn nằm trong phút giây hiện tại. Hình dung không? Nên hai khái niệm này mọi người thấy chưa bao giờ tách rời phút giây hiện tại. Thành công là chất lượng của sự hiện diện trong từng khoảnh khắc, để tập trung sâu sắc vào những gì mình cần làm một cách tự nhiên nhất. Khi người nào trọn vẹn với phút giây hiện tại, người đấy luôn luôn biết cần phải làm cái gì. Người nào hiện diện trọn vẹn với phút giây hiện tại luôn luôn biết cần phải làm cái gì. Làm cái gì là đúng đắn, làm cái gì là sâu sắc,
làm cái gì là cần thiết. Người ta làm luôn luôn làm đúng cái việc người ta cần, vì trái tim người ta mách bảo, vì người ta hiện diện trọn vẹn, người ta sẽ hiểu được tình huống, người ta hiểu được bản thân, người ta hiểu được người khác. Và người ta biết làm cái gì một cách sâu sắc nhất, và người ta biết tập trung vào những thứ gì sâu sắc nhất một cách tự nhiên. Hay không? Chất lượng của sự hiện diện trong khoảnh khắc hiện tại để tập trung sâu sắc vào những gì mình cần làm một cách tự nhiên nhất. Cần im lặng thì chúng ta sẽ im lặng. Cần hành động chúng ta sẽ hành động. Cần xin lỗi chúng ta xin lỗi. Cần tha thứ chúng ta sẽ tha thứ. Cần kiên trì chúng ta sẽ kiên trì. Cần quyết tâm, cần cam kết. Cần cực nhọc chúng ta cần làm cái gì chúng ta sẽ làm. Hình không? Đấy là thành công. Thành công từng phút giây sẽ quyết định thành công trong tương lai. Thành công trong từng cú đá. Thành công trong từng lời giảng. Mọi người thấy không? Thầy trọn vẹn với việc mọi người ngồi đây. Thầy trọn vẹn với việc chia sẻ với mọi người. Đúng không? Thầy đâu cần biết ngày mai chúng ta còn gặp nhau hay không. Trong các lớp học Một Ngày Hạnh Phúc với Thức Tỉnh Vui Sống giai đoạn vừa qua, riêng Thức Tỉnh Vui Sống K34, anh em từ TikTok một nửa, 300 người học Thức Tỉnh Vui Sống K35 thì có đến một nửa anh em từ TikTok. Thầy có làm gì đâu. Mọi người thấy không? Thầy chỉ cắt lại tất cả những cái video mà trước đây thầy đã giảng dạy. Thầy không có dính mắc. Thầy không dính mắc vào bất kỳ ai. Thầy chỉ trọn vẹn với chính thầy. Cắt lại những cái video thầy và anh em phụng sự rất là trân trọng, đi tìm từng cái video một, thể hiện đúng cái nội dung, đúng cái ý nghĩa. Cắt, làm, thế xong rồi viết lời, xong rồi viết lời dịch vân vân, để làm lên thôi. Và từng giây phút mình rất biết ơn, mình rất trân trọng. Và rồi đấy, thầy live stream, đúng chưa? Thầy chia sẻ, thầy làm đúng cái việc thầy cần làm trong từng phút giây, trọn vẹn trong từng giây phút, trả lời hết tất cả những gì có thể, chia sẻ tất cả những gì có thể. Và tự khắc thầy thành công. Thầy mọi người được, được mọi người quý mến nha. Thầy được mọi người nhớ đến, thầy được mọi người lan tỏa, thầy được mọi người chia sẻ. Mà bây giờ đi đâu thầy cũng gặp. Ơ, hôm qua con mới gặp thầy nè. Đúng không? Thầy đi đâu mọi người cũng gặp, từ sân bay cho đến tất cả mọi nơi. Ơ, thầy, con mới gặp thầy, con thường xuyên nghe video của thầy. TikTok nó có cái hay thế. Hình không? Nó có cái hay như vậy. Thế nên cái vấn đề của chúng ta ở đây là chúng ta chỉ cần tập trung vào mình mà thôi. Chúng ta chỉ cần trọn vẹn trong từng phút giây mà thôi. Chất lượng của từng phút giây đấy không cần lo lắng về ngày mai. Ngày mai tự khắc nó tốt đẹp. Nha, ngày mai tự khắc nó tốt đẹp. Ngày mai luôn luôn đến thông qua phút giây hiện tại. Và mình chỉ cần làm cho phút giây hiện tại này thành công thôi. Mà thành công là cái gì? Là sống trọn vẹn từng phút giây. Tự khắc mình biết cần phải làm cái gì. Tự khắc mình thấy ra sự thật. Không cần ai dạy bảo, mình lắng nghe trái tim mình mới bảo, quan sát thân tâm của mình. Quan sát lại vì sao mình thành công, vì sao mình thất bại. Vì sao mình thành công, vì sao mình thất bại. Vì sao mình may mắn, vì sao mình thuận lợi. Vì sao mình khổ đau. Chỉ cần tập trung vào phút giây hiện tại thôi. Làm sao để sống trọn vẹn từng phút giây, đúng không? Là chúng ta phải thực hành pháp. Hiện tại chúng ta chưa biết chánh niệm là cái gì cả. Chúng ta chưa biết tất cả những cái cách để vun bồi năng lực chánh niệm. Thì cái này chúng ta phải có cơ hội để học những lớp sâu hơn. Livestream của thầy chỉ là một cái cơ hội chia sẻ, nó không thể hết được. Ví dụ ngày mai là ai ở quanh Hải Dương này, thầy đang ở Hải Dương này, quê của thầy này. Ngày mai có 2 ngày hạnh phúc, thầy giảng trực tiếp ở Bình Giang, Hải Dương, ở một ngôi chùa ở Bình Giang, Hải Dương. Nên tất cả những em thuộc về miền Bắc, nhớ tất cả những em miền Bắc, ngày mai thì không có online. Mọi người không thể đăng ký online vào ngày mai được. Khóa online là chúng ta phải tập trung vào tuần sau để học ở Hà Nội. Nhưng ngày mai chỉ có offline 2 ngày ở Hải Dương. Thì ai ở quanh Hải Dương, từ Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Nam Định, Thái Bình, Bắc Giang, đúng không? Hưng Yên, Hà Nội, tất cả những em ở miền Bắc, thì chúng ta nên về Hải Dương chúng ta học 2 ngày mai. Ngày mai và ngày kia, thứ bảy và chủ nhật, đến 1 ngày cũng được. Chúng ta học đi. Chúng ta sẽ thấy nó là điều kỳ diệu. Một cái buổi live stream này thầy không thể diễn tả được. Lượng kiến thức nó quá ít ỏi. 2 ngày hạnh phúc, từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối, được ngủ lại hoàn toàn miễn phí, ăn ngủ miễn phí hết. Và sau này chúng ta còn có khả năng học một cái lớp mà mọi người nhìn thấy màn hình của thầy không?
thức tỉnh mục đích sống, lại khóa học hoàn toàn miễn phí, học trong vòng 3 tháng, một tuần 2 buổi tối. Đấy là khóa học quan trọng nhất cuộc đời, khóa học sâu sắc nhất cuộc sống này. Thì chúng ta mới có khả năng chạm được vào những kiến thức rất sâu sắc của đạo. Đủ thời lượng mà, nó đâu đơn giản đâu. Vô minh trong cả luân hồi sinh tử, chúng ta cần cái thời gian, chúng ta cần một tiến trình, chúng ta cần một cái chiều sâu thì nó mới xử lý được. Thế nên rằng là gì? Là ngày hôm nay chúng ta mới định nghĩa thế thôi. Giờ chúng ta định nghĩa thêm một chút về đam mê đi. Ở trong online mọi người nhắn thẳng vào cái kênh TikTok ấy, thì ban tổ chức sẽ hỗ trợ cho mọi người. Anh em ở trên Zoom thì nhắn vào trong Zoom, còn anh em ở trên TikTok thì nhắn thẳng vào kênh TikTok, thì ban tổ chức sẽ nhắn cho mọi người cái thời gian, cái địa chỉ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nói một chút về đam mê. Mọi người sẽ bị hiểu sai về đam mê, vì đam mê, hạnh phúc và thành công là ba khái niệm đi cùng với nhau. Được chưa? Mọi người cứ nghĩ rằng đam mê tức là phải có một cái công việc mình yêu thích. Đam mê phải là phải tìm được một cái công việc gì thật là tuyệt vời, một cái công việc làm cho mình hạnh phúc, làm cho mình quên ngày, quên tháng, làm cho mình cảm thấy vô cùng tuyệt vời, nó sẽ làm cho mình vô cùng thành công. Đây là một nhận thức sai lầm. Sai lầm giống như định nghĩa về hạnh phúc của quá khứ, của bên ngoài, của tương lai. Thành công nằm trong tương lai, không có thành công thì mình sẽ đau khổ.